Sao má luôn hả? Anh nói chuyện đang nghe. Like á. Đi nha. Đó. Giờ bắt đầu đi nè, lấy xe đi nè. Này lên phà, đi này. Bây giờ bắt đầu lên á. Ủa cái này là lên phà. Bây giờ mình đi xuống. À đi xuống. Bây giờ là mình đi ra đó. Đồ nãy mình xuống giờ lên. Lên. Giờ mình lên bờ. À, nó đi xuống, lên vô bờ rồi mình xuống gì nè, lên bờ xuống ruộng, hai người dưới ngủ hả? Hello, ngủ mất tiêu rồi. Hai người dưới ngủ hả? Ngủ rồi phải không? Mày ngủ đâu? Chiều khuya 4 giờ, 3, 4 giờ đâu ngủ. Thì ngày hôm qua nó đâu ngủ như vậy. Con cũng đâu ngủ đâu. À, má cũng đâu ngủ đâu. Vậy hả? Đêm hôm qua của mình tôi ngủ ngon lành. Ừ, mình cần nghe nó ngủ ngon. Thì nó cũng có ngủ quá chó. Bé có ngủ không bé? Ừ, ít lắm. Đó, con công nhận đây hai cái nó đi theo lai đồ ha. Lai nào đi? À, còn Việt Nam mình á, túa xuồng. Dành nhau ra nữa. À. Dành lên là dành ra. Mày nó vô biết bao nhiêu tiền mà không có giành giật hết. Không giành giật. Xe nào trước tới trước à? Nó cho thằng cái cao đi trước xuống trước rồi tới đây là tầng 6. Nó đừng có dồn á, chị tin nhớ đừng có dồn. Đây gỗ không cứ đạp nó chị không quá. Số 9 này hay. Bắt đầu cái lại cái bên. Cái này mình chắc đi chót đó mình. Thì dĩ nhiên hồi lúc mình xuống chót. Mà chiếc xe của mình là cũng là chiếc xe gần cuối luôn á. Ông mình cũng hên á. Mình gần cuối á, còn 3 xe nữa, xe mình rồi 2 xe, 3 xe nữa là cuối rồi. Chứ nó không. Đợi thêm chuyến nữa thấy bà nội nha. Đó. Nào bên đây người ta đi trước. Nhưng mà nhớ cái lại nãy bên này đi sau mình. Trước. Mình là sao người ta vô mình cũng cái này là hai len song song đó chậm chậm mở cửa nó có công nhận đứng ở đây ồn thiệt bởi vậy nè không đeo cái đó thôi phải. Oh yeah. Trời ơi, Victoria nhà em. Dũng, ba đi đâu? Quên, lộn mê. Mê, lộn. Mưa. Chưa nha, nó mất tiêu rồi. Chết cha mẹ rồi. 9, 3, 2, 4. Sao nó kìa? Nó không có mở được, không có wifi. Nó nè nhà đó. Vậy là vô tắp bên đi. Thôi để mình. Sao ơi, sao cầm giùm con cái sao? Không cầm quay đại đâu. Đưa con cầm. Nè con. No. Mình lại nhà chị hai. Được. Đâu có. Nó mất đứa con nó đi. Đi tắm. Chấm bể bơi rồi. Nhưng mà nó lại đó trước đi. Rồi tới giờ nó lại chị hai trước rồi lại chỗ Nhung trước phải không? Lại chỗ nhà Nhung trước phải không? Đọc chính hai
9610, phải không? Ủa cái phone mình giữ cho anh mà. In about 4 kilometers, take the Swartzbates office and ferry. Ta đi về nhà, ta chứ đâu. Cái này sao giống súp phà quá vậy? Ăn súp phà nè. Mình có đủ chó ngủ súp phà đó. Mình
Starting route to 9324 Lockside Drive. Head northeast on Patricia Bay Highway. Nó từ từ cái bà đi xuống là có 3, 5 phút, 6 phút mà. Bà giúp nó y chang luôn, bà nó y chang giống như chỗ là phà. Cái đường phà ấy. Mà nó vô bấm sao cái đường ở dưới là bắt đầu đi lên là mình có, nó có cái đường lên mà không biết làm lo, mình không có chạy thẳng qua luôn. Nó bỏ vậy nó mới kêu U-turn. Toward Victoria, bye bye, Jay.
tự nhiên có gió. Ôi, trở lại đường cũ hả? Trở lại đường cũ rồi đi tiếp tục. Ai biết? Cái đoạn đường nào cũng hai lần, ba lần. Ai biết tự nhiên đi đường đó, tự nhiên nó kêu make a U-turn. Đi thêm 2 km nữa sẽ đi cái exit 26. Cũng xa chứ đâu phải là 8 phút. 8 phút thôi xe. Ừ. 8 phút lái xe đó chứ. Ủa vậy hả? Nó tính lái xe khác mà mình đi được. Giống như từ hồi nãy tụi con đi mướn cái ghi xanh mấy phút à. Ừ, như cũng tới cỡ cây nè đó. Bữa nay cái gì cũng đi vòng ngày đầu là ngày đi buổi. Bữa nay về ai cũng ngủ phê hết trơn rồi. Đây rồi nó bán gì? Đó là Roma Holiday Inn. Có gì mà kêu Vũ đi lại trên một nước. Nó dân đây nó biết không có đâu. Giờ nó mới về. Vô đây còn thấy sáng sủa chút nha chị Tê. Nãy lên phà âm u. Giống như đường rừng quá. At the next stop sign, turn right.
300 meters at the roundabout. Take the first exit onto Wellington Road. Nè, như đây có cái mắc kịch à. Nghe về nấu một nồi đông trùng hạ thảo uống. Pha nguyên tờ một tờ nồi bự đây uống muốn uống. Đây hả? Nhà đẹp quá vậy. Lộn nhà anh ta. Rồi đi ra biển rồi, ra đúng rồi đó. In about 1.5 kilometers, turn right onto Amity Drive. Mình mà đi mấy tuần trước là qua anh Đào đầy hết á. Ở đâu? Ở đây á. Cuối tháng 3. Cái tuần 2 park tuần này qua anh Đào nè trước đi. Dạ. Mà sao đi bộ cho nổi? Mình đi dài dài cho mình chút thôi. In 1 kilometer, turn right onto Amity Drive. Vũ ơi, không biết đường đi Vũ ơi. Tại vì nó vô nó ngoẻo vậy mà Ừ. Không, nó đi. Nó phải giống như mình ấy, nó đi đây cái ngoẻo nguyên cái vòng giống như vòng ngã ba, ngã tư, ngã năm, cái này ngã năm. Kỳ nha, quanh nó dẫn. Dẫn thì đợi chỗ nào là 1.3 kilometers at the roundabout, take the first exit onto Lockside Drive towards Sydney. Sydney.
at the roundabout, take the first exit onto Lockside Drive towards Sydney. In 700 meters, the destination is on your left, 9324 Lockside Drive. Cái số gì? 9186. 9186. Số mấy? 9193. Để xuống chút xíu nữa. Rồi tới rồi. Nhà này hả? 24 bên kia kìa. Này 33 sao? Này 24 đến rồi. Bởi vậy nó nói ra mặt ra ra biển đẹp. Cũng đẹp, nhà nhà này đẹp lắm chứ. Cái 324 bên này nè. Đậu bên nào? Bên C. Đã đậu 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 vậy rồi, rồi sao mấy xe đó ta ra trời. Biển bé. Xe đi ra đây cho bé. Ừ. Ha. Dạ. Tắm à. Mở cái vụ mở cửa, ai biết mở cửa đi. Tắt đi chị ơi. Ok, tắt mở cửa.